Cô giáo trẻ gây sốc khi ngoại tình với 48 trên 50 phụ huynh của lớp 14 tháng 2 kiếm được 680 triệu tiền quà. Mới đây, cộng đồng mạng thế giới được một fan hốt hoảng bởi loạt bài đăng trên các fanpage hàng triệu lượt theo dõi. Tố một nữ giáo viên Trung Quốc chủ động tán tình và có mối quan hệ bất chính với 48 trên 50 phụ huynh trong lớp. Nữ giáo viên họ Tần này sở hữu một gương mặt trẻ đẹp, cô mới ra trường, làm việc được vài năm thì được phân công làm giáo viên chủ nhiệm một lớp tiểu học có 50 học sinh. Lợi dụng việc thông báo kế hoạch của nhà trường, trao đổi về học tập của các học sinh, cô Tần đã thường xuyên chủ động liên hệ đến các nam phụ huynh thay vì các bà mẹ. Tình hình học tập trao đổi đâu chẳng thấy, chỉ thấy cô Tần nói qua loa rồi vào thẳng chủ đề chính, tán tỉnh các đấng mày râu. Nhờ sở hữu diện mạo ưa nhìn cùng khả năng ăn nói đi vào lòng người, cô đã chinh phục thành công 48 ông bố. Trong thời gian làm nhân tình của 48 ông bố, cô Tần tìm mọi cách để vòi vĩnh, dụ dỗ để được mua quà cáp hoặc tặng tiền. Nổi bật là khoản tiền 200.000 nhân dân tệ khoảng hơn 680 triệu đồng cô đã kiếm được từ các nam phụ huynh trong ngày lễ tình nhân. Trung bình mỗi người tình đã chuyển cho nữ giáo viên hơn 4.000 nhân dân tệ gần 14 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, cô Tần luôn cẩn trọng trong việc sắp xếp thời gian hẹn hò hay trò chuyện qua điện thoại. Thậm chí, cô Tần còn có hẳn một cuốn sổ nhỏ ghi chi tiết những tình nhân của mình, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Vụ ngoại tình thế kỷ của cô giáo này đã bị phanh phui trên mạng xã hội sau hơn nửa năm làm nhân tình khi người vợ của một trong 48 nam phụ huynh phát hiện chồng mình nhắn tin mờ ám với cô Tần. Vụ việc bị đưa ra ánh sáng ngay lập tức dấy lên làn sóng chỉ trích, mỉa mai nữ giáo viên này. Hiện chưa có bất cứ thông tin gì về việc nữ giáo viên họ Tần sẽ có kết cục như thế nào, nhưng vụ việc trên cũng khiến người ta đặt nghi vấn quan ngại về sự không trong sạch. Tại môi trường giáo dục sẽ ảnh hưởng xấu đến trẻ, đồng thời cũng như hồi chuông cảnh tỉnh những giáo viên cần có lối sống và phát ngôn chuẩn mực để làm gương cho học sinh.